Rồi có nhiều người ta nói đàn đất ơi, nếu mà bây giờ còn giữ được sắc thân sao giữ đây? Nổ cái bom nguyên tử nó bấm hạt nhân rồi một cái đó hen, là coi như là núi coi như là ra cho mà sắc chảy thành bùn hết. Đừng có nói con người chúng ta làm sao sống được, phải không? Vậy đó mà còn xác á, vậy đó mà còn hồn đó. Dầu cho nguyên tử mà nó có thảy coi như là hạt nhân, coi như là có làm như thế nào đi chăng nữa đó hen, dầu banh xác hết chân cậu đi hen, mà cũng vẫn còn hồn còn xác. Ủa sao chú Tư nó ngộ quá. Nhưng mà ngược lại, cái người nào mà không tu rồi đó, hồn tiêu xác tiêu luôn, có không? Bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Rồi sao nữa? Gian tà hồn xác cũng tiêu, có đúng là tiêu không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Tôi cũng có câu 4 câu để hỏi Tư, để giải đáp cho toàn cả cô bác anh chị em được nghe. Là hai câu đầu là ôn văn luyện võ song toàn, đặng sao tế thế giúp làng độ dân. Câu hai câu thứ sau là trùng lập hội thì già quá trẻ, cấp hoàng cầu đổi xác thai hồn. Nhờ Tư giải dùng 4 câu. Quý vị ủng hộ cho anh chàng hóa tay đi chứ quý vị. Chúng tôi cũng xin thưa cùng với tất cả đồng đạo của chúng ta đấy hen. Thì chúng ta ở nơi đây là trao đổi qua giáo lý của Đức Thầy, chứ còn kỳ như giảng xưa đó, tứ thánh hay hoặc giả là sư giải quán khoai hay là những cái giảng tà lơn ông cử gì đó vân vân, thì chúng không có bàn. Bởi vì không bàn đó là sao? Tất nhiên là mình bàn ngay giáo lý Đức Thầy trên cái tinh thần truyền bá giáo lý, phải đem giáo lý Đức Thầy truyền bá thôi, phải không? Còn cái câu đầu á, hai câu đầu mà ông chú hỏi ôn văn mà luyện võ song toàn đó, cô bác anh em dùng đạo cho ông cái bài Lục Chân Tiên của ông cụ mà Nguyễn Đình Chiểu á, thưa chứ quý vị. Còn cái câu sau á thì được, cái câu sau đó là chừng lập hội thì già quá trẻ, phải ông chú? Phải câu chừng lập hậu thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đổi xác thai hồn. Hai câu sau là của Đức Thầy. Thôi giờ trình bày hai câu thôi nha, còn hai câu trước miễn. Thưa chú quý vị, hai câu sau chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đổi xác thai hồn. Đức Ngọc Hoàng mở cửa thiên môn, đặng ban thưởng Phật tiên giới thánh. Hai câu giảng này chúng tôi được biết là được trích từ trong quyển nhì đó anh chú. Quyển nhì tất nhiên là cái quyển kệ dân của người khùng, mà quyển kệ dân của người khùng là Đức Thầy viết vào ngày 12 tháng 9 năm 1939, và có tất cả là 476 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đó hai câu chung chúng tôi bàn. Thưa chú quý vị, bây giờ cái câu này Đức Thầy nói chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàng cầu đổi xác thai hồn. Câu này coi như là chúng ta dầm thấm nghiên cứu để cho chúng ta tu có làm sao đây cô bác anh em chứ đồng đạo. Hiện tại bây giờ Đức Thầy vốn dĩ cho chúng ta biết thân con người sống trong thời kỳ hạ quân mạt pháp đây là đời hạ quân, hai chết tuổi sanh như thở trước nhan hồi còn trẻ, là cõi đầy này là vốn vô thường, là con người chúng ta nhỏ thó không biết sống giờ nào, không biết chết giờ nào, và con người chúng ta coi như là đầy dễ những sự khổ đau. Thở xưa quả địa cầu rất tốt, đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu, người nào cũng rất sống lâu, an vui chứ chẳng khổ sầu điều chi. Người nào cũng dung nghi tốt đẹp, ai cũng đều hiền đức thông minh, nhưng mà nhỏ lần cho đến hiện tình, lòng người quá xấu, địa hình quá dơ, cho nên bây giờ loài người thì quá xấu đi, còn địa hình tất nhiên là cái vũ trụ thế giới này nó quá dơ rồi,
Đến lúc phải ban sơ lập lại khó tránh ngài có đại biến di, chính là trong một cuộc thi ai rơi ai đậu trong kỳ này đây. Thì bây giờ giai đoạn này, hai câu này được đồng đạo nêu lên, đó là chừng lập hội thì già quá trẻ. Như vậy là chắc có lẽ là con người chúng ta là thai hồn đổi xác. Cô bác anh em chừng đạo, mà nếu như thai hồn đổi xác đó, thì quý vị mình được biết đó là so lại hai cái lĩnh vực khác nhau. Một là cái lĩnh vực con người chúng ta đang sống trong cái cõi trần này, là người nào bất quá 600 tuổi. Con người bề cao, người cao lắm là 1m8, đúng không? Như vậy là 100 tuổi bề cao 1m8. Như vậy bây giờ con người chúng ta không thể nào mà sống trong thời kỳ mà thượng quan thánh đức được. Mà con người thời kỳ thượng quan thánh đức bề cao tới 1 trượng 6, mà con người rất là to lớn dạng dở, là sống tới là 48.000 tuổi. Nếu thiếu đức không thành chánh quả cũng được đưa qua cõi thượng quan, sống an nhàn với tuổi muôn xuân, không bệnh tử, không làm ác bệnh, là con người như vậy mới sống được đời thượng quan thánh đức. Nhưng ở nơi đây đức thầy bảo cho chúng ta biết là chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn. Vậy thì bây giờ tất cả đồng đạo của chúng ta, có nhiều người đặt lên vấn đề thân con người chúng ta có thể sống được đời thượng quan không? Có không quý vị? Có thể sống được đời thượng quan không? Có không? Có. Đức thầy bảo cho chúng ta biết mấy người còn được xác thân này, thì là Đài Ngọc Cát Lâm Dược Kề, không? Hay là ở nơi đây chúng ta tu làm sao giữ được cái thân xác này? Mà nếu như cái thân xác này mà không còn nữa, cô bác anh em chứ đồng đạo, thì sau này đừng có hòng coi như là sống được đời thượng quan thánh đức. Rồi có nhiều người người ta nói tàn đất ơi, nếu mà bây giờ còn giữ được xác thân sao giữ đây? Nổ cái bom nguyên tử nó bấm hạt nhân rồi một cái đó hen, là coi như là núi coi như là ra cho mà sắt chảy thành bùn hết. Đừng có nói con người chúng ta làm sao sống được, phải không? Vậy đó mà còn xác á, vậy đó mà còn hồn đó. Dầu cho nguyên tử mà nó có thấy coi như là hạt nhân, coi như là có làm như thế nào đi chăng nữa đó hen, dầu banh xác hết chân trậu đi hen, mà cũng vẫn còn hồn còn xác. Ủa sao chú Tư nó ngột quá. Nhưng mà ngược lại, cái người nào mà không tu rồi đó, hồn tiêu xác tiêu luôn, có không? Bây giờ đức thầy mới bảo cho chúng ta biết lập rồi cái hội long hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Rồi sao nữa? Gian tà hồn xác cũng tiêu, có đúng là tiêu không? Gian tà hồn xác cũng tiêu, thảm thương ba tánh chín chiều một đau. Hoặc giả là đón đường nó sẽ bắt, sẽ tan xác hồn luôn, hồn xác tiêu hết. Cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì bây giờ cái người tu chúng ta là còn xác còn hồn, mà ông Ba Thới nói là lo hồn di chánh, lo thay làm gì? Lo hồn di chánh mà lo thay làm gì? Hay là tu sao còn xác còn hồn mới ngoan? Tu sao mà còn xác còn hồn? Thôi giờ tôi cụ thể ví dụ cái gì quý vị mình nghe thử coi có lý không nghe. Ví dụ như bây giờ có người ta đi ngang đường nhìn là ta nói ở trong nhà có ai mà có thau mũ bể bán không? Thau mũ cũ đổi thau mũ mới. Cái quát vô chú ơi, chú vô tôi đổi. Hỏi vậy thau mũ bể của chú đâu? Không có. Không có làm sao đổi được. Cái thao mũ này nó tệ thiệt tệ, nó bể thiệt bể, nhưng mà nó cũng có cái cơ hội đổi được, phải không? Mà mình không có cái thao mũ bể, lấy gì đổi cái thao mũ mới? Đó, tất nhiên ở đây tôi muốn là nhân cách quá, là bây giờ mình gán giữ cái tháp sát tứ đại mình đi. Cái thân này là cái thân tứ đại, cái thân này thân tệ, nhưng mà mình ráng tu được giữ, không? Ráng tu giữ rồi bác anh em dùng đạo. Mà nếu mà quý vị mà không giữ thì uống rượu cờ bạc áo huyện chơi ma tí này kia đứa hen nữa, nó chết trước giờ lập hậu, làm gì giữ được, phải không? Thôi chứ quý vị, vì vậy cho nên đức thầy mới nói qua câu này, chừng lập hậu thì già quá trẻ. Tất nhiên là đổi là hết, cô bác anh em dùng đạo. Đến chừng đó là nghe một cái tiếng sấm nổ, mà đức thầy cho chúng ta biết là trong cái đó là nếu để chờ sấm nổ, văn thanh e bá tánh ăn năn đà bồ,
mà khi tiếng sấm nổ ông ba cho chúng ta biết nó hen là thất nhật đê mê bất tỉnh, là trong lúc đó là đạo vợ chồng con cháu buộc chồng ngủ mê thức dậy là đứt đùm phân hai, không còn biết gì hết, không còn biết gì hết, mà tới chừng coi như là trong cái đó mà bình tĩnh dậy nó hen lạ quê lạ cảnh mà bình minh lạ người lạ hết cô bác anh em dùng đạo, mà nó đã rồi còn sao đã nó tàn đó rồi. Cái ông bác này nào ngồi trước này, ông già mà tóc bạc mà răng rụng trân trọng, mà tự nhiên bắt đầu coi như là tỉnh lại rồi, bắt đầu tự nhiên ông chú này hen răng nó đều lại, tóc coi như là nó xanh lại, nó trẻ lại. Cho nên chừng lập hậu thì già quá trẻ là nó trẻ vậy đó, à, thay đổi vậy đó, không mới có quần cầu đổ xác thay hồn. Bây giờ tôi đưa lên một cái ví dụ gì nữa quý vị mình coi có đồng ý không em. Ví dụ như hồi xưa cách nay khoảng 10 năm đó, quý vị chưa có cái điện thoại quẹt quẹt không mấy chú, có không? Ai cũng xài bắt cái cùi bắp không à, mà cái điện thoại cùi bắp này nó lỡ nó rớt bể hoặc giả cùi bắp này nó rớt xuống sông. Tôi hỏi quý vị mình bây giờ cái điện thoại cùi bắp nó bể mà nó rớt xuống sông, nó hư cái sim nó hư không? Hư mấy chú? Không hư phải không? Không hư. Bây giờ nếu như chúng ta có điều kiện, có tiền có bạc, lấy cái sim gắn qua cái điện thoại quẹt quẹt được không? Được phải không? Chắc chắn vậy không? Chắc chắn rồi, gắn qua cái điện thoại quẹt quẹt được phải không? Còn ví dụ như bây giờ không có tiền có bạc, cái điện thoại cùi bắp bể, cái sim gắn đầu cùi bắp anh em dùng đảo không có chỗ gắn, thôi giờ không có tiền mua cái điện thoại khác, thôi giục cái sim luôn. Đó là gian tà hồn xác cũng tiêu, cái điện thoại cùi bắp nó bể rồi, cái sim cũng tiêu luôn, không có tiền. Còn nếu như chúng ta có tiền, có điện thoại quẹt quẹt sẵn, cái điện thoại cùi bắp nó có bể, tao cho mày bể luôn, tao có điện thoại quẹt quẹt rồi, tao gắn qua đây tao xài ngon hơn. Đó, ở đây muốn nói cái linh hồn của mình là giống như là cái sim, mà nếu như chúng ta có phước là cái sim này nó gắn vô cái điện thoại quẹt quẹt. Còn nếu mà chúng ta không có phước là cái sim này nó hư, cái điện thoại này có hư, không cái sim này không có chỗ gắn, không gắn bỏ luôn cô bác anh em dùng đạo. À vậy thì bây giờ ở đây đến chừng ngày mà ngày lập hậu là chừng lập hậu thì già quá trẻ, là già cái điện thoại cùi bắp nó già quá trẻ, tất nhiên là bây giờ mình có điện thoại mới gắn vô là nó trẻ lại, có gì đâu, thấy không? Khóc hoàng cầu đổi xác thay hồn là bây giờ coi như là thay hồn đổi xác đổi lại hết chứ đâu còn nữa. Vậy thì bây giờ Đức Thầy cho chúng ta biết ráng tu làm sao để sau này coi như đến cái ngày lập hội, mà ngày lập hội đó Đức Thầy cho chúng ta biết là lão giả hậu quy nhân ấu giả. Lão giả là già vậy, hậu quy là sau này, nhân ấu giả là người sau này sẽ trẻ lại là trẻ lại vậy. Nhân ấu tất nhiên là trẻ lại như con nít vậy đó. Nhân ấu giả mà ly kỳ thiên đỉnh dĩ thiên la, sau này thay đổi hoàn toàn hết cô bác anh em dùng đạo. Mà đã thay đổi hoàn toàn là con người của chúng ta đó hen, là ai cũng được tốt, ai cũng được trong sạch, ai cũng được hiền từ, ai cũng được coi như là tiến bộ hết cô bác anh em dùng đạo, chứ không phải như lòng người mà con người chúng ta đang sống đây. Vậy thì bây giờ chúng ta ráng tu làm sao để cho chúng ta đủ điều kiện, đủ phước đức, đủ nhân duyên, và cái điều kiện là sống được đời thông quân, là chúng ta cần phải một là trung, hai là hiếu. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết cẩu trung ương linh chuyển phương nam mở hội thánh, chọn người trung hiếu, hoặc giả là điều kiện thứ hai con người chúng ta muốn sống được đời thông quân là phải là Đức Thầy cho chúng ta biết hậu long qua, chọn kẻ tu mi người hiền đức là được hòa chân cho, hoặc giả là lập rồi cái hậu long qua đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Như vậy là bây giờ chúng ta muốn sống được đời thân quân, muốn thay đổi được cảnh đó là chúng ta phải trung hiếu, phải hiền đức, phải tu mi, và cần phải có nữa là niệm Phật của bác chứ đồng đạo. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết Phật Dương đã chỉ rõ mấy vị quyền chuyển lập hậu long qua, chọn những đấng tu hành cao công quả, ban cho xứng diện xứng ngôi là người nào mà có công quả, mà người nào có công quả nhiều. Đây Đức Thầy cho chúng ta biết từ đây đến buổi thanh bình muôn người niệm Phật quả mình biết bao. Vậy thì bây giờ người nào mà niệm Phật nhiều là người đó có công quả nhiều, mà có công quả nhiều tức là người đó sẽ sống được đời thượng quân đến đức cô bác anh em dùng đạo. Vậy thì người nào muốn được như vậy là chúng ta cần phải cố gắng, cần phải dẻo dai, cần phải ăn chay, cần phải niệm Phật, cần phải làm lành, cần phải bố thí, cần phải nhẫn nhục, cần phải giữ giới và làm tất cả các việc từ thiện, tránh tất cả các điều độc ác, quyết rửa tấm lòng cho trong sạch, là chúng ta cần phải cố gắng như vậy. Mà nếu như chúng ta được như vậy thì không làm
thì ắt mang eo, làm xong vượt khỏi qua đèo trong gai của bác Na Dân Đạo. Dứt đề tài thứ hai,